Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông, tin từ Kuala Lumpur. Ngoại trưởng John Kerry cho biết là ông cảm thấy lo ngại tại cuộc họp trong khu vực thảo luận về gia tăng căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Cộng và các nước khác ở Biển Đông. Sau khi tham dự diễn đàn an ninh ASEAN vào ngày hôm nay, ông John Kerry tổ chức họp báo và nói Hoa Kỳ vô cùng lo ngại trước những phát triển trong khu vực Biển Đông, bao gồm việc khai hoang hàng loạt cũng như hoạt động quân sự hóa trong trên các hòn đảo. Ông nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với tự do hàng hải, hàng không và những sử dụng hợp pháp khác trong vùng biển. Đây là quyền được phổ biến trên toàn cầu và phải được tất cả các quốc gia lớn, lẫn nhỏ tôn trọng. Những dự án gây tranh cãi của Trung Cộng nhằm xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông là đề tài chính của Hội nghị cấp cao khối ASEAN tại Kuala Lumpur. Đây là vùng biển mà Việt Nam, Mã Lai, Đài Loan và Philippines cũng có yêu sách chủ quyền chồng lẫn nhau. Vào ngày hôm nay, ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói với báo chí rằng họ đang cố gắng tiến tới vấn đề Biển Đông, nhưng các viên chức cho biết là thông cáo chung của ASEAN bị trì hoãn vì vấn đề phải mô tả vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông như thế nào. Vào chiều ngày hôm nay thì ông John Kerry rời Kuala Lumpur để lên đường sang thăm Việt Nam. Tại Hà Nội, ông sẽ tham dự những sự kiện kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ.